Kính chào các thầy cô giáo, các bậc cha mẹ học sinh. Xin chào các bạn học sinh và quý vị đang theo dõi chương trình bản tin nhanh của Pascal TV, kênh truyền thông trường trung học cơ sở Pascal. Phóng viên của PCTV rất vui vì được đồng hành cùng thầy cô, các bậc cha mẹ, các bạn học sinh và quý vị trong bản tin nhanh ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng 10 năm thành lập, trường trung học cơ sở Pascal tiếp tục các hoạt động đào tạo đội ngũ giáo viên và chia sẻ, nhân rộng các ý tưởng dạy học sáng tạo đến đồng nghiệp các trường. Trong năm học 2019-2020, qua 3 khóa liên tiếp, khóa học làm thế nào để thay đổi phong cách dạy học dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Hoàng Thanh Tú, cố vấn chuyên môn nhà trường đã làm thay đổi cách nghĩ và giúp được nhiều giáo viên, giảng viên đổi mới tích cực trong việc dạy học của mình, đồng thời lan tỏa được các giá trị tốt đẹp cho các đồng nghiệp ở các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học trên địa bàn Hà Nội và các vùng lân cận. Khóa học cuối cùng đã bế giảng vào ngày thứ 3, ngày 21 tháng 7 năm 2020, để lại nhiều ấn tượng cho các nhóm giảng viên, giáo viên đổi mới và sáng tạo. Mở đầu cho chương trình này, ngày 6 tháng 10 năm 2019, khóa học đầu tiên đã được tổ chức với sự tham gia của 25 học viên là các giáo viên đang công tác tại trường trung học cơ sở Pascal, các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông ở huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Gia Lâm, Hà Nội và một số tỉnh khác. Họ đến từ nhiều trường theo các mô hình khác nhau, từ trường chuyên, trường công lập, tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên. Đặc biệt, khóa học còn thu hút được một số giảng viên của trường đại học. Tất cả đều có chung một mong muốn là thay đổi phong cách dạy học để hướng dẫn học sinh, sinh viên ham thích và chủ động hơn trong học tập. Khóa học thứ 2 và thứ 3 được thiết kế trong 10 buổi, tập trung vào các chiến lược và phương pháp dạy học để giáo viên có được phong cách dạy học chuyên nghiệp hơn. Khóa học được bắt đầu bằng những câu hỏi rất cơ bản cho các giáo viên như: bạn là ai? Bạn có phong cách dạy học như thế nào? Người học của bạn là ai? Tham gia vào các buổi đào tạo khóa học, các giáo viên có cơ hội đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu trong phong cách dạy học của bản thân, thực hành thiết kế và trình bày được bản thông tin cá nhân CV theo cách thức sáng tạo và ấn tượng nhất, vận dụng 5 vai trò của người dạy trong thực tiễn dạy học, thực hành cách thức thiết kế bằng khảo sát hoặc bài kiểm tra bằng Google Form để thu thập thông tin làm cơ sở xây dựng bài dạy phù hợp nhu cầu, hứng thú và năng lực của người học, thực hành xây dựng kế hoạch dạy học cho một chương, phần của môn học, thực hành các công cụ thiết kế bài dạy, tổ chức các hoạt động khám phá, sáng tạo. Tổng quan nội dung của khóa học: buổi 1, bạn là ai, phong cách dạy học của bạn như thế nào? Buổi 2, vai trò của người dạy? Buổi 3, người học của bạn là ai? Buổi 4, 5, phát triển chương trình? Buổi 6, 7, sử dụng công cụ công nghệ hỗ trợ dạy học? Buổi 8, mở đầu và kết thúc bài học? Buổi 9, nghệ thuật hỏi đáp trong lễ học? Buổi 10, tổng kết khóa học? Trong các buổi học tiếp theo của khóa học, tiến sĩ Hoàng Thanh Tú không chỉ tiếp tục cập nhật những kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp mà còn mang đến cho các giáo viên những phương pháp tư duy sáng tạo, Think Out of the Box, cách thức dạy học dựa trên những nghiên cứu của lý thuyết sư phạm tương tác, một cách tiếp cận của khoa học thần kinh nhận thức để áp dụng vào việc dạy học hiệu quả nhất, từ đó tạo hứng thú trong việc học tập cho học sinh và tạo được động lực, sự say mê và yêu nghề dạy học của chính các giáo viên. Kính thưa quý vị, khóa học này của tiến sĩ Hoàng Thanh Tú không chỉ làm thay đổi cách nghĩ, đổi mới tích cực trong việc dạy học của các học viên tham gia, mà còn có những phần nội dung thực hành cụ thể, tạo sự thay đổi rõ rệt trong việc dạy học của các giáo viên và các giảng viên đại học. Đó là công cụ cơ bản về đồ họa như Canva, Powtoon, Bitsible và các công cụ khác, Kahoot, Quizit, Jamboard, Padlet, Google Slides, Google Classroom, trong dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh. Với sự trợ giúp của các công cụ dạy học này, các thầy cô giáo sẽ giúp cho các bài giảng sinh động hơn qua việc số hóa tư liệu dạy học, xây dựng hồ sơ dạy học vô cùng phong phú và đa dạng, thuận tiện cho việc tra cứu, lưu trữ, đồng thời tăng tính sáng tạo trong hoạt động dạy học và giúp cho học sinh hào hứng hơn trong mỗi giờ học trên lớp. Qua 3 khóa học, các giáo viên, giảng viên đã chia sẻ rất nhiều về những thay đổi đầu tiên của họ. Điểm nổi bật đó là khi vận dụng kiến thức, kỹ năng được học trong khóa học vào từng tiết học, học sinh của họ đã hào hứng hơn, chủ động hơn. Ngay cả các học sinh trước đây được coi là chậm hiểu cũng tích cực tham gia và có sản phẩm học tập sau khi kết thúc bài học. Điều đó làm cho họ có thêm động lực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, thay đổi bản thân, đáp ứng được yêu cầu của công cuộc đổi mới giáo dục hiện nay. Kính thưa quý vị, trong quá trình tập huấn, nội dung của khóa học đã được tiến sĩ Hoàng Thanh Tú liên tục cập nhật, đổi mới, tiếp thu những phương pháp giáo dục của trường đại học uy tín của Việt Nam và thế giới.
đó, phần nội dung được các thầy cô giáo đón nhận rất hào hứng, đó là cách đặt câu hỏi theo tư duy khai phóng. Đây là phần nội dung được tiến sĩ Hoàng Thanh Tú cập nhật từ hội thảo về giáo dục khai phóng dành cho các nhà giáo dục tiên phong do Đại học Fulbright Việt Nam kết hợp cùng Tổ chức Giáo dục IEG triển khai tháng 12 năm 2019. Các thầy cô giáo không chỉ tích cực đón nhận các nội dung tập huấn mà còn tiếp tục cập nhật trong chương trình để việc dạy học của mình đạt hiệu quả cao nhất và phát huy được năng lực của mỗi học sinh. Để cảm nhận những thay đổi tích cực và ý nghĩa của khóa học này, phóng viên của chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với tiến sĩ Hoàng Thanh Tú, giảng viên đào tạo khóa học và các thầy cô giáo về những thay đổi trong việc dạy học của họ. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Điều em thực sự ấn tượng đó là qua khóa học thì em đã có một cái nhìn hoàn toàn khác về những cảm xúc, những mong muốn hay những tình trạng của học sinh. Và trong quá trình áp dụng thực tế thì khi mà gặp những cái vấn đề, những tình huống về học sinh thì em đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Đặc biệt khi mà chứng kiến những cái phản hồi rất tích cực của học sinh quay trở lại thì em cảm thấy rất là hạnh phúc. Vì khi đó thì cả thầy và trò đều không ai là người thua cuộc cả. Và dự kiến cho sắp tới thì em sẽ áp dụng những kiến thức về bộ máy học mà đã được học trong khóa học để xây dựng những giáo án, để có được những cái tiết học mang lại những điều tuyệt vời nhất cho những học sinh của mình. Và lời cuối cùng thì em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cô Tú cùng toàn thể các thầy cô trong trường Pascal, cũng như là các anh chị học cùng khóa đã giúp được em rất là nhiều trong khóa học. Em xin chân thành cảm ơn. Đối với khóa học làm thế nào để thay đổi phong cách dạy học, mình thực sự rất ấn tượng về khóa học này. Bản thân mình thấy rất may mắn, thực sự may mắn và hài lòng khi được tham gia khóa học này. Cách dạy của cô Tú là trao quyền cho người học. Cái việc được thực hành nhiều, thực hành luôn và ngay sau mỗi một nội dung học tập khiến cho mình cảm thấy nội dung trở nên rất là dễ hiểu. Và trong quá trình đó cũng hình thành luôn những ý tưởng có thể vận dụng được những điều đã học vào trong môn học mà mình đang đảm nhiệm. Hiện tại thì lớp học của mình đã có chính sách môn học khá bài bản. Việc tìm hiểu nhu cầu của các bạn sinh viên trước, trong và sau một bài học ở trên lớp một cách thường xuyên không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp cho các bạn sinh viên có được định hướng và mục tiêu trong môn học một cách rõ ràng. Trong khóa học này thì mình rất ấn tượng và mình cũng rất là thích một nội dung là bộ máy học và nghệ thuật hỏi đáp. Mình không biết rằng là việc hỏi đáp ở trên lớp của mình đã trở thành một nghệ thuật hay chưa, nhưng có một sự thay đổi rất là lớn, đó là việc giao tiếp giữa mình và các bạn sinh viên đã trở nên cởi mở hơn, vui vẻ hơn. Chính vì thế mà những nội dung học tập, cho dù là những cái nội dung kiến thức rất là khô khan, cũng trở nên là dễ dàng và dễ tiếp thu hơn rất là nhiều. Trong năm học mới thì mình sẽ xây dựng và thiết kế một cổng học tập trên Kohota và thực hiện cái việc đánh giá cải tiến chương trình môn học một cách bài bản hơn và sát sao hơn nữa. Một lần nữa em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cô, cảm ơn sự đam mê và sự nhiệt huyết của cô đã truyền lửa cho rất nhiều thế hệ giáo viên, trong đó có cả em ạ. Và cảm ơn tất cả các thầy cô của trường trung học cơ sở Pascal đã có sự hỗ trợ nhiệt tình, rất nhiệt tình trong suốt cái khóa học này. Trong cái quá trình dạy học, học tập thì cái điều mà em ấn tượng nhất đó chính là phong cách của cô giáo mà em yêu quý, Hoàng Minh Tú. Điều mà em ấn tượng nhất ở cô đó là một cái niềm tin vào học sinh rất là mãnh liệt. Và chính nhờ niềm tin của cô mà em tiếp tục theo được lớp học. Và cũng chính cái niềm tin này đã tác động vào cái tâm lý của em, là bản thân của em cũng phải đặt niềm tin vào học sinh nhiều hơn nữa. Thì học sinh luôn luôn cảm thấy ấm áp và luôn luôn cảm thấy rằng là mình thay đổi thì luôn luôn có cái sự hỗ trợ đến từ giáo viên và cảm thấy mình không hề đơn độc. Một lần nữa em xin cảm ơn cô rất nhiều, cảm ơn ngôi trường Pascal. Tiếp nối sự thành công của lớp học thay đổi phong cách dạy học khóa 1 thì chúng tôi đã tiếp tục chương trình đào tạo khóa thứ 2 và khóa thứ 3. Ở khóa thứ 2 và thứ 3 này thì dành cho các giảng viên và các giáo viên ở các trường phổ thông. Lần này sẽ gặp rất là nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID
Vì thế mà chúng tôi tổ chức online nhiều hơn là đào tạo trực tiếp. Các thầy cô đến dự với khóa học cũng phải sắp xếp công việc để có thể tham gia được cho đến buổi tổng kết. Thành công lớn nhất của chúng tôi trong khóa đào tạo thứ 2, thứ 3 này đó là tất cả các thầy cô tham gia vào khóa học thì đều có một cái động lực tích cực để thay đổi. Họ nhận thức được là cần phải thay đổi, biết cách thay đổi và họ sẽ tiếp tục thay đổi để tạo cho học sinh một cái niềm đam mê trong học tập cũng như là cảm nhận niềm hạnh phúc mỗi ngày đến trường. Trong thời gian tới, tiếp sau khóa học thì chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì một cộng đồng các giáo viên học tập đổi mới sáng tạo và chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các thầy cô để có thể tư vấn tốt hơn trong quá trình ứng dụng và triển khai những nội dung đã được đào tạo ở trong chương trình của khóa học này. Kính thưa quý vị, mặc dù do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng khóa học làm thế nào để thay đổi phong cách dạy học không bị trì hoãn, lớp học vẫn duy trì dưới hình thức học tập trực tuyến và kết thúc tốt đẹp vào ngày 21 tháng 7 năm 2020. Sau khi kết thúc khóa học, các thầy cô giáo và các giảng viên của các trường đại học sẽ ứng dụng, cập nhật các kiến thức trong khóa học vào việc dạy học của mình, đồng thời phản hồi lại những thay đổi trong việc dạy học để điều chỉnh nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Dự kiến trong năm học tiếp theo 2020-2021, trường trung học cơ sở Pascal sẽ tiếp tục các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Đây cũng là lời khẳng định, cam kết về chất lượng đào tạo của nhà trường trong những năm học vừa qua và là một điểm sáng đóng góp vào sự nghiệp giáo dục của huyện Đông Anh. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Thảo My và ban tổ chức chương trình xin cảm ơn quý cha mẹ học sinh, các thầy cô giáo và các bạn học sinh đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube của chúng tôi hoặc nhấn vào phần xem trước trên kênh fanpage trường trung học cơ sở Pascal để cập nhật các video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các bản tin tiếp theo.